em. Dạ em chào anh. Anh đang muốn mua xe á? Ở đây có một xe nào mà vừa to vừa khỏe rẻ nhưng mà phải sang nha, nhiều khuyến mại thì càng tốt. Nhiều khuyến mại. Xin trân trọng giới thiệu đến anh một em siêu phẩm trong làng xe tải, đó chính là em Mighty AX8L, dáng vuông vức như G63, xe hai cửa như Porsche 911, dầu thì ít 9 lít 100 cây, vô cùng tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ, thùng rộng bao la tha hồ mà chứa. Anh sao em tư vấn vậy, anh đã thấy cái xe này đúng ý anh chưa? Bề ngoài thì nhìn cũng ngon nghẻ đấy, mà xe chạy chưa chắc đã êm. Rồi vậy thì anh đi theo em. Dạ anh, đây là động cơ D4cc mạnh mẽ nhất trong phân khúc hiện tại và có thể di chuyển tốt trên những cung đường gồ ghề. Anh thấy sao? Ngon đấy. Anh con xe này ngon nè, thì mình chốt luôn nha anh. Ngon á, thì nãy giờ thì anh thấy cũng ngon rồi á. Mà không biết là ở nhà anh hay chở hàng nặng á, với là anh đi đường đèo nhiều thì không biết là chạy thực tế ở ngoài đường nó sao nữa. Nói có xác mấy có chứng, đây là những cái đánh giá của khách bên em sau một quá trình sử dụng. Anh xem nè. Nãy giờ thì anh thấy thuyết phục rồi đấy. Mà con xe ngon vậy thì chắc là giá chát lắm ha. Trời đất ơi, anh yên tâm đi, bên em á đang có cái giá rất là hời cho khách hàng. Ngoài ra mà khi ký xe trong tháng này á thì anh còn được tặng cái chương trình khuyến mãi lên đến 60 triệu đồng nữa. Quá là hời luôn anh. Chứ à, ngon rồi, vậy chốt cho anh đi. Vậy thì mời anh cấy. Ủa, cấy gì em? Dạ, cấy vô đi.